Em, cái đầu kia đừng có cho gối đầu ra ngoài hư á, cho nó vô trong chứ gối đầu là dính liền ấy. Nó đâu có nhìn bên này đâu. Bố mày, em biết sai là. Tụi mày từ đem biết, sao nó chịu được? Ổng chịu đứng bên này coi bên đó sao biết được? Sát nhau. Tới này là nó đi qua Đông Quốc nữa, xong cái tàu này là nó đi qua Đông Quốc nữa, cố gắng làm nhanh cho nó. Đó thằng này đi qua đâu? Không, thằng Super nó đi qua Đông Quốc. Xong cái tàu này nó đi qua Đông Quốc, nó ship vào không? Super Cargo. Super Cargo. Nó kêu nãy có hai món mà bây giờ là chỉ có là xin rồi, còn luôn đóng hầm một nửa hầm một rồi để lót tiếp. Ủa không có tali á. Đâu tối qua nó chạy đâu anh? Nó đi ngủ. Nó đi ngủ hai thằng luôn. Một thằng ở nhà, một thằng đi ngủ. Sáng nay á, kiểm tra lại xe tà le hết. Mười cái giữ nguyên có được không? Giữ nguyên từ giờ cuối tàu được. Đó chỉ là còn đó. Rồi. Tạm thời là em đặt như thế. Và em cũng ở trên tàu suốt đấy mà. Đấy hôm qua ông kia là học nó bị mổ trên bệnh viện, nên ra không có mặt ở đây được. Nhưng hôm nay là không có mặt ở đây liên tục được. Qua không? Hai cưa luôn ở dưới này hai cưa mà.